Thật là tuyệt đẹp, thật là tuyệt diệu. Ai vậy? Ai vậy? Vị gia nhân. Ai vậy ca? Không biết ai vậy kỳ cục. Đẹp lắm. Mà cái ông này cái mặt giống cái hình ở trên bàn thờ của trưởng huynh ghê vậy đó. Ừ, có đâu quá đâu vậy hả? Ủa? Bên tường dưới trăng thu ai ngờ có tiên nương. Tiên nương đẹp quá, nhị vị gia nhân hãy đến gần đây. Là ai đó chứ? Ta là ai à? Ta là ai thì chốc lát nữa đây nhị vị gia nhân sẽ rõ. Thì nói đi, người ta biết liền chứ gì. Gia nhân ơi bên tường dưới trăng thù, đâu ngờ có tiên hồ vừa mới xa lìa. Nói bồ là tiền đó. Tôi có tiếng nhẹ nhàng. Ừ. Giờ tường quanh cho tôi nói qua đi. Chị nói em nói à. Ta ngất ngây si dài như vừa mộng mơ. Ngắt lâu ổng đi. Trần Dương huynh tường trưng bày phải chăng chỉ hồng tôi ta dân dương đường tăng. Thái Trần ơi, bây giờ mình làm sao bây giờ? Chị Mai Cô, chúng ta hãy vào thôi. Cái băng mặt người gì đâu mà khiếm nhở. Thôi mình vào đi. Thật là tuyệt đẹp. Dạ tâu chúa thượng, dạ xin cho hạ thần trần kỵ ngay. Tội các không nỡ kiến long quần ngạo mạn, dám buông lời vô lễ và hỗn xuân. Tên kia mau quỳ xuống đây.
dập đầu ra mắt ta tội cũ trọng thầy. Đây chính là thanh thượng đường à. Dương quốc trung xin tha tội rơi à, đầu à. Ồ, không biết là vô tội, khanh hãy đứng lên đi. Dạ, đội ơn thánh thượng. Trần Viền Lễ nguyên soái. Dạ. Trẫm truyền lệnh ngưng cuộc du hành. Dạ. Cho đội đoàn bảo vệ tiền vững trở lại. Xin tuân mạng. Giờ thì ta giả việc giai nhân. Dạ. Dạ. Dạ đi đầu quá.
thánh thượng rồi. Đợi kìa đấy em chào cái nữa. Không, thánh thượng đi rồi. Nè, Sơn Vinh với Thượng Quân Tường đứng kìa. Hai em ơi, lại đây, lại nghe anh nói nè. Hai em ơi, sao bây giờ anh thấy con người của anh nó nhẹ như con ruồi, con ủi vậy? Trưởng Quân giỡn rồi. Tao giúp chú tầm mây. Trưởng Quân thánh thượng đến đây người trắng ngôn trời. Nè, điều đó cô chi đang gọi là quy bao, khiến cho Trưởng Quân quá độ mừng vui. Trưởng Quân nè, em nghe chắc là có điều bí mật gì đây đó. Chuyện chẳng lành và cuộc gặp gỡ này đó sẽ di lụy cho chúng ta. Cái gì đâu mà di lụy? Ai không biết chứ, theo anh đi. Theo anh biết đó thì dường như là thánh thượng muốn. Dạ. Muốn gì vậy chứ? Muốn. Ý. Kìa, Thượng Quan Tường Tướng Quân. Dạ. Chứng Quân, thánh thượng truyền cho gọi Chứng Quân. Dư Huynh nè, bây giờ người đã có sẵn ngoài kia. Dư Huynh hãy lên đường ngay đi. Dư Huynh đi liền bây giờ hả? Được rồi, ta đi đây. Trời, ta đi đây. Dư Huynh đi lẹ lên đi. Dư Huynh đi nhanh lên. Dư Huynh đi trang ghê vậy đó. Trưởng Huynh đi lẹ hết sức vậy đó. Chị Thái Chân, Sư Huynh còn bận việc ngoài cổng. Biết rồi. Để tôi đi ngay cho hai người tâm sự. Thái Chân, bỏ người ta đây mình hả? Thái Chân nè. Mai Sơn. Tường Huynh, có chuyện gì vậy Tường Huynh? Michael, anh tới đây để cho anh nghe một tin mừng. Một tin mừng? Tin mừng mà sao mặt mày bí xị vậy? Chị Thái Chân và em sắp được làm bà vua. Thánh thượng đã quyết ý như vậy. Làm bà vua? Chị Thái Chân hay tin này chưa? Chưa. Em được tiến cung, em được làm bà vua. Tường Quỳnh ơi, em nói Tường Quỳnh nghe nè. Em không ngờ em lại được như thế đó Tường Quỳnh. Mai cơ, em... từng
gần mỏng nhưng nó cắt đậm giữa tim yêu muôn thuở chẳng phai mờ. Tường huynh đừng có vội bi quan nữa. À, cái gì đó? Ê kìa, chị thấy chân Dạ Nan Lộc Sơn đã vô kìa. Thái Chân ơi, Thái Chân, chị với Nan Lộc Sơn cứ vào đây đi. Diễm Nô. À, mới đó mà quên tên ta rồi. Như lộn, tại mới nói chuyện với Diễm Nô trong kia kìa. Nè, chị với Nan Lộc Sơn cứ ở đây tâm sự đi nha. Để tụi này đi chỗ khác cho. Ủa sao lạ vậy? Tụi này nói hết chuyện rồi. Thôi bây giờ để tụi này đi chỗ khác cho người ta tâm sự. Đồ quỷ là đi nghe từng người. Xin lỗi. Đi tụi em đi nghe chị. Ai chưa? Sắc nhanh. Thái Chân, Thượng Quan Tường và Mai Cơ đã đi rồi, phải không người đẹp của ta? Giờ chỉ còn lại có đôi ta. Thái Chân, An Lộc Sơn, giữa trời thu êm ả, trăng thu rất vàng trên mặt nước hồ xanh. Trước cảnh nên thơ trăng nước hữu tình, em xin chân thành trao tặng cho ai đóa hoa. Xin cất giữ với tất cả lòng mà thủy dung mà mãi đến khi qua tàn. Thề chẳng giống như những cánh đi bướm, chỉ biết lượn đi vờn qua đi sắc tươi hương thắm. Sắc son nghe trọn đời với nhau à. Gió thu à,
vẫn nghe như có khúc phượng cầu hoàng bươm giới hoa hoa duyên. Rất mong mối duyên sắc cầm phi nguyện trăm năm. Mai cơ, mai cơ. Kìa. Có tiếng em đâu rồi? À, dường như là Dương Quynh đó. Em đây nè Trương Quynh. Thái Thái Chân, khuya rồi sao em ở ngoài sương vậy nè? Trương Quynh. Ủa? Dạ. Có cả An Tướng Quân nữa à? Xin kính chào Dương Quynh. Chào An Tướng Quân. Quynh, có gì mà vui mà Trương Quynh hứng hở quá vậy? Đó đó. Anh nói mà hôm nay có cái chuyện gì vui mà mặt Dương Quynh có vẻ hớn hở vui cười như vậy? Tôi nói chuyện gì? Chuyện gì vậy Trương Quynh? Cái chuyện đó nó tới thật bất ngờ, đâu ai tưởng xảy ra. Đức vua lại cứ một tên dân quẹt quý anh người dẫn anh vào vừa chôn hoàng hùng đãi một tiệc rất là ngon lành. Vậy anh mừng cho anh đó. Giờ Thánh Hoàng có truyền lệnh gì không? Ba bữa nữa anh vào tận chúng hoàng cung. Vậy là anh bị quản vào làm nội thần chứ gì? Nè, không lẽ anh vui vì anh được làm thái giám? Thật, anh chưa có dứt lời mà lại bị trận ngay. Xa một chút quan gió mà ham, anh sẽ làm quốc cựu với vinh quang cả nhà. Anh nói sao? Anh sẽ làm quốc cựu? Sao? Thật vậy sao Dương Huynh? Chứ sao? Từ nay mới gọi tôi là quốc cựu vì em gái của tôi sẽ là Dương Phi. Em sẽ là Dương Phi. Trời ơi. Đỡ. Thái Chân. Thái Chân. Hiền muội. Anh sẽ là Sơn Huynh. Tôi sẽ là quốc cựu. Nè em, có mừng thì mừng, đừng có xỉu ngao. Thôi, em nên từ giả An Tướng Quân rồi vào nghỉ. Đừng ở ngoài này sương gió nhiều mà da nó heo nghe. Anh vào trước ngao. Sơn Huynh, Thầy Chân. Sơn Huynh, Sơn Huynh ơi, em phải làm sao bây giờ? Thầy Chân ơi, tình đôi ta đến đây kể như tan vỡ. Thôi, xin đành giả biệt. Không, Sơn Huynh, đừng bỏ em trong giây phục này. Sơn Huynh. Nàng ơi, đừng lưu luyến nhau mà chi. Biệt ly ta phải tuân theo lệnh hoàng thượng, phút giây chia lìa càng sợ xa nhau càng thêm chua xót, nhìn nhau chỉ thêm sâu thương, nghe nát tan xuống sang thêm nhiều. Thà biệt ly ngay hơn kéo lê thêm sự phiền hận. Sao không thương cho tình người còn đang chơi vơi, xa hôm nay rồi thì ngày mai ta ra sao lần tạo quá lắm công phu đem đường nét yêu đương điểm tô thành bức tranh tuyệt mỹ.
rồi nay là chính định mạng đem nét tang thương mà phá hủy bức tranh tình. Sơn huynh đã không nỡ ba sư, ai lại đem duyên mà trao đến tay. Trong cõi tuần hoàng ai nắm quá tay ai coi diện môi, cơ tạo vẫn còn bất nhất, hỏi lĩnh vua có tồn tại hay không. Trời hồi còn ở chốn quan sơn tâm hồn tôi thư thái về Trường An, khi gặp nàng rồi yêu si dài. Nàng ra đi vượt quá tầm tay và không bao giờ trở lại. Tiếng kẻ từng từng phi quân quải nổi nhân sầu. Thầy chân Sơn huynh ơi, quá đào vết móng, quá đào rộ nở như đón mừng mỗi viên kỳ ngô. Từng giọt nước soi mòn soi đá thì giọt tình yêu cũng ghi rõ nét trong tim. Ai làm chứ giống bão dây lên sao ta bất lực không tạo nên thời thế. Chỉ một tiếng lệnh truyền là cuồng phong nổi như vậy, mà sao ta lại xuôi tay cho hổ thẹn đứng anh hùng. Rồi đây kẻ ra đi mỗi bước mỗi dừng, nhìn lại hương cô thôn nhạt mờ sau gió ngừa. Trong phương liễn như kẻ ơi đồ đi lánh án, tất cả xa rồi mà tình bị đến đeo mang. Sơn huynh, Sơn huynh, thầy chân Sơn huynh. Không, nhưng không, ta không thể làm người thua cuộc. Ta phải làm cho nổi dậy phong ba. Ta phải làm cho nổi dậy phong ba. Không, Sơn huynh, Sơn huynh, em dân Sơn huynh. Thái chân về ngồi. Thái chân. Ô kìa em. Em vào nghỉ đi em gái cưng. Đừng để cho hôi xương làm rụng tóc quyền. Ba bữa nữa em sắp vào hoàng cung rồi đó nghe không? Dân. Sơn vào huynh. Vào nghỉ đi em. Xin vĩnh biệt. Không, em nói lời tạm biệt. Không phải vĩnh biệt, mà chỉ là tạm biệt nhau thôi. Chỉ tạm biệt nhau thôi. Tôi đi đây, chào Dương huynh. Sơn huynh, Sơn huynh. Đỡ. Bên đây nè. Dừng kiệu lại. Dạ muôn phu, thần không ai bệ hạ đến nó chậm trễ tiếp nên xin thánh hoàng hạ thứ tội. Ai phi, ai phi, ai phi đừng quỳ lụy cho nhọc thân qua. Xem nào. Ý đừng, thánh thượng khoan nhìn đã. Tại tiếp sao? Kẻ mài chưa xong còn xấu lắm. Ai khanh chưa vẽ mài à? Dạ. Được rồi, vậy thì ai phi hãy cho ta được cái hân hạnh vẽ mài la liễu cho nàng tiên của trẫm nha. Nếu được thánh quân dễ giúp thì còn gì vinh dự chưa bằng. Đâu nào. Ai phi,
Ái Phi ơi, ta sẽ vẽ mày tô điểm cho Ái Phi từng nồng mà càng thêm đắm say, yêu khanh suốt kiếp vẫn chưa toại lòng. Trăm nâng niu gương ngày mặt, vẽ ngà mai cho người ngọc. Bước thân à điểm mà nét tình anh, làm qua hèn thêm thâm sinh muôn phần. Ôi tiên nga nàng từ nơi cung quảng, cũng khó sánh bằng Ái Phi của trăm. Dạ ba càng nhìn Ái Phi lòng càng say đắm. Trăm nguyện yêu mãi một tay chân, trọn kiếp này và mãi đến ngàn sau. Dạ muôn tu. Không không đâu, Ai Phi rất xứng đáng với lời khen tặng ấy. Và đây sư thần Bá Thục vừa sang dân công lễ, trong muôn ngàn công vật chỉ có chiếc trăm vàng này là quý nhất. À vậy à. Ai Phi, Ái Phi ơi, vậy thì trẫm xin tặng cho Ái Phi để tỏ lòng mến yêu đầy hoa hương sắc ước mong sao như loài chim quanh yên cánh tung trời lòng say miên diễn. Bên nhau mãi đến muôn đời tiếc tha. Xin tạ ơn thánh hoàng lòng vẫn luôn mơ ước hầu quân dương trọn đời trọn kiếp. Chỉ e đến khi phai tàn sắc buồn. Ái Phi trở nên bận lòng, bèn ân ấy chẳng nhạt thương tình với Ái Phi. Thầy không bao giờ thay đổi. Việc lấy chị đáp ơn thân hoàng, tình ngất cao bằng non. Vậy à. Ái Phi chớ nên bận lòng, chỉ cần khanh yêu ta. Khanh thương. Chị Thái Trân ơi, chị... Ê chứ. Dạ muôn tu, thần thiếp Mai Cơ kính chúc thánh hoàng muôn tuổi. Mai Phi đó à, mới tảng sáng khanh tới đây chứ vậy? Dạ muôn tu, thần thiếp không ngờ thánh thượng còn ngự ở đây, nên xuồng xả xông vào cuối mong thánh hoàng tha thứ tội. Dù cho trẫm có ngựa ở đây hay không cũng vậy, khanh cũng có cung riêng, tại sao khanh không ở đó mà lại tự tiện tới thành quê cung quấy rầy vương quý phi? Trong thâm tâm nàng có ân ý gì hay tới đây để vợ trò pha rối? Dạ không không, chúng thần là bạn thân giao, vẫn thường hay liên lạc với nhau. Dạ phải. Dẫu nay đã vào giữa chốn cung di, cũng không mấy quên tình nghĩa phố tri. Lúc rảnh rang thường gặp gỡ chuyện trò. Thôi ta nhớ rồi, và miễn tội cho. Giảng tả thân nâng trẫm vệ quân truyền chuẩn bị cuộc du hầu
Ai Phi. Dạ. Ai Phi hãy cùng đi với Trẫm để thưởng ngoạn cảnh đầu xuân, muôn hoa đẹp đang khoe mình trong nắng sớm. Đi Ai Phi người ngọc của Trẫm. Dạ. Tưởng trên mẹ. Thật tức chết đi được. Bây giờ thì nó đã được tinh hoàng yêu say mê đắm đuối. Còn ta, ta thì phòng khoe héo hắt, mảnh vũ e lạnh nứt. Đem lại ngày qua mỏi mắt trong chờ. Vĩnh Tấn, cung nữ Vĩnh Tấn. Có tên gì lạ không Vĩnh Tấn? Đây, miếng vàng ta thưởng công cho em đó. Đội ơn luôn luôn. Này, Vĩnh Tấn. Dạ. Nhưng tại sao ở trong cung cấm mà gặp nhau dễ dàng? Quan tiết độ sứ là quan ở trong triều sao lại vào hậu cung? À, họ vào đây tình tự sao chẳng ai biết được? Này Vĩnh Tấn, nếu sau này còn gặp họ vào đây tình tự, lập tức báo tin ngay ta thưởng ban cho. Thôi được, em hãy vào đi. Nhớ, đừng để cho họ biết em là người của ta nhé. Thái Chân, Thái Chân ơi, mi hãy chờ xem. Mi chờ xem ta thay đổi cuộc cờ và ta sẽ thắng. Mai Tiểu Loan. Thượng quan tường, ngài vừa gọi tôi đó chứ? À, không, trong bàng hoàng tôi chợt gọi đến tên người yêu cũ và bỗng thấy trước mắt mình thôn hoàng qua sầu u rũ tiếng người đi. Quan tổng quản, ngài muốn làm thơ đó chứ? Theo tôi nghĩ thì ngài nên về Hoàng Hoa Thôn để tìm hướng thì phải hơn chứ. Hoàng Hoa Thôn ngày nào gió ướp xả sông Hương, nắng gieo vàng giác ngọc, giờ đây thì đâu còn nữa. Vì bà đã là một dương phi. Còn ngài, ngài là quan tổng quản Thái Quý đương triều. Hai kiếp người, hai địa vị khác nhau xa. Nhưng bà nhắc thì tôi vẫn nhớ. Buổi tiễn đưa biết bao nhiêu là kỷ niệm. Vì sứ mạng nặng nề cho nên hai kẻ yêu nhau đành nuốt lệ phân ly. Nhưng lụa cao sang làm cho ai quên mất đường về, và niềm thân ái cũ bỗng trở thành những đường rối cay độc. Dù vô tâm vẫn làm buốt dạ tâm hồn một kẻ vừa chợt tỉnh cơn. Mình
để nghe quằn quại tâm hồn, để thấy lòng mình xót xa. Vừa được ương mềm bởi đắng cay, khi thấy lá đào rơi là cúc nở sen tàn, tôi sợ tắt ánh chiều vàng, sợ màn đêm mênh mông. Quan tổng quản, đây là hoàng cung, tôi xin nhắc lại cho ngài, xin ngài chớ quên rằng đang đứng trước một vương phi. Những lời ngài nói ra có thể làm ngài bị rơi đầu. Xin cảm ơn lệnh bàn đã nhắc giùm cho tôi. Bao nhiêu tình ý ngày xưa với bao nhiêu trách nhiệm nặng nề, tôi tưởng là tôi có thể giải bày cho với niềm ưu ân. Không không, tôi không muốn nghe ngài nói nữa những câu chuyện xa xưa, vì giảng đã qua đi còn nhắc lại mà làm chi. Thượng quan tường, ngài muốn nói gì? Muốn nhắc đến chuyện ngày xưa hay ngài muốn đòi lại chiếc vòng ngọc bích? Không không, lệnh bà ơi, ngọc tuy quý giá nhưng chỉ là đá vô tri, cần chi bà giao trả, nó đã mất đi nghĩa thiêng liêng cao cả, quen ô do tay của một kẻ vong tình. Cây tương tư không thể mọc giữa cung đình, tốt đã đắm chìm trong khổ ải thì tôi cũng chẳng cậy nhờ ai cứu thoát cảnh trầm luân. Nhưng mà tôi chỉ muốn khuyên bà đừng nên ám hại bản thân chỉ vì một chút tình dương già. Trên cõi tạm đâu có gì gọi là vĩnh cửu, chỉ may ra còn được một chút tình người. Thượng quan tường, chiếc vòng ngọc người cho là không đáng quý nên không cần nhận lại. Vậy thì chiếc khăn lụa chắc người đã bỏ mất rồi phải không? Không, tôi không dứt bỏ mà tôi giữ mãi ở bên tôi. Và tôi xem như mảnh khăn tan liệm kính tâm hồn. Việc ly tan đã mở ngõ từ lâu, từ lúc bà bước lên kiệu hoa để vào cung cát. Lòng của vương phi hớn hở thì lòng của tôi như xác phao nát tan. Tiếng tiêu thiều nhã nhạc nước tân hương là điệu trong buồn, đưa linh hồn tôi vào cõi thiên thô. Giờ đây tôi ra đi để chôn vùi niềm đau vào cô quạnh, xin gửi lại cung son với lời khuyên thô dùng với bao nhiêu nguyện ước chân thành. Thôi, tôi không muốn nghe ngài nói nữa. Được, xin vĩnh biệt Mai Tiểu Loan. Càng tốt. Vĩnh biệt. Thượng hồi xa giá, mình phải mau lánh mặt mới được. Nhắc cái luôn rồi. Nương hồi cung, xin rước nương nương vào cung. Vĩnh Tấn, em đừng thủ lễ thái quá. À, có gì lạ không em?
Dạ bẩm cô. Dạ Tâu nương nương, đây là quà tặng của An Lộc Sơn à. Người đã tặng gì cho ta đó? Dạ thưa. Ồ, đây là những trái lệ từ năm xa vạn ly. Vì muốn lĩnh nương nương tỏa ý nên thần không quản ngại nẻo quan sang. An Lộc Sơn, suốt đêm ngày trên lưng tung mà vượt muôn dặm ngàn mà lầm rộn ra niềm kiêu hãnh dương dài trên gió ngựa phi nhanh. Kìa An Lộc Sơn, trước khi rời khỏi Trường An nhìn lại Trường An trong đám bụi hồng, tưởng như có người thân yêu dục già. Nhưng lúc quay về thì lòng lại đến trước gió đông. An Lộc Sơn chàng thay chân mà không, tại sao không thể được? Ta không muốn mình phải thẹn với lương tâm, có tội cùng với luân thường đạo lý. Thầy chân ơi, nàng như cánh chim non bị nhốt giữa lòng son, hót lên giọng buồn bi thảm. Còn ta như chim lẻ bạn giữa trời mây quang đãng, vì nhớ cánh chim đơn nên lại muốn bay về. Đường Minh Hoàng có được thay chân, vì đã ngự trên chính bực thềm rồng. Con chim phượng vươn đôi cánh rộng, vũ lỏng sức thần cho nổi dậy cuồng phong. Muốn làm cho Trường An rúng động, cung điện huy hoàng sụp đổ phá vỡ chiếc lòng son. Để cho đôi chim phượng hoàng được liền cánh tung bay giữa trời mây thấm thầm. Mộng vẫn đẹp nhưng tình xưa đành gián dở, hẹn kiếp sau ta kết cánh giao cành. Đừng làm cho ô lại sử xanh, thiệp xủ tiết chạc ủ danh mã. Đừng để cho đạo lý bất công ràng buộc, rồi trên nẻo tương lai sáng rực ngại ngùng không dám bước. Rồi nàng phải rước vào thân nỗi sầu hận thêm dài. Ta là bất tuân còn hơn là phải sống triền miên trong cái cảnh đọa đày. Thừa sức dư tài nhưng tài sức đây nó quá ra vô dụng, không bảo toàn cái nguyên vẹn một tình yêu. Không, vô lý, thật là vô lý. Vua chiếm đoạt người yêu của ta mà vua lại không có lỗi, lại còn lớn tiếng bắt tội kẻ thủy chung. An Lộc Sơn, quyết lấy máu tim mình để bảo vệ một tình yêu. Không, An Lộc Sơn, chàng đừng liều lĩnh. Tại sao? Hay là nương nương sợ mất ngôi mẫu nghi thiên hạ, cho nên khuyên tôi cứ giữ gìn câu đạo nghĩa quân thần? An Lộc Sơn, em muốn khuyên chàng hãy đem tài sức cử đỉnh Bạc Sơn để xây thành Mộng Lớn. Hồ thủy tan bồng cho thỏa chi trai, thà là da ngựa bọc thay vì đại cuộc để lưu danh muôn thuở. Chứ ai đem xương máu anh hùng để đánh đổi một giai nhân, cho hậu thế sử sanh sẽ mỉa mai và ngàn đời sau
người đời sẽ mãi còn nguyền rủa. An Lộc Sơn, chàng hãy nghe em nói, trong tình yêu mất chưa hẳn là điều thua thiệt, còn được chắc đâu đã là một quan vinh. Việc gì lại quyết hy sinh để rồi chỉ một chút tình nhỏ nhen. An Lộc Sơn kìa, tại sao ngươi không giữ luân thường đạo lý, không sợ những lời dĩ nghĩ dèm pha? An Lộc Sơn không có giả gian, người phạm lỗi quân thần lại chính là thanh thường. Dạ thưa Dương huynh, thôi im đi chớ nhiều điều lòng ngôn. Chính ta đã thấy và nghe rõ ràng, ngươi toan dở trò chiếm đoạt thái chân. An Lộc Sơn, trưởng huynh ơi, thanh thường mới là người có tôi, vì người đã cướp đoạt em cho khổ lụy đấng anh hùng. Hai chân, An Lộc Sơn đã yêu em khi em chưa diện kiến lĩnh cửu trùng. Như vậy đức vua mới là người đáng trách, còn chàng chỉ là một nạn nhân cô thế đáng thương. Dạ biết tình xưa dương lễ cũ, chứ nào ai cũng quyến rũ gì ai. Người đi sâu hẳn ngoài quan tài, kẻ ở thăm cung lệ dấn dài. Em sao cứ trái anh hoài hả? Hai người yêu nhau từ trước thì có mấy ai được biết, nhưng khi em bước lên địa vị Dương Phi thì tất cả đều hay. Như vậy thì sự cao đẹp của hai người đều bị gạt bỏ đi, để còn lại những gì nhuốc nhơ tội lỗi. Dân thưa trưởng huynh, lời biện minh của trưởng huynh thật vô cùng hợp lẽ. Em và chàng đang định sẽ xa nhau, tuy biết rằng ruột các lòng đau, nhưng cũng căng răng đi dằn nỗi đắng cay và dằn cơn thống khổ. Từ nay mỗi người một ngã, kẻ chân trời còn người ở chân mây. Trưởng huynh ơi, em và An Lộc Sơn sẽ không còn gặp nhau nữa. Để cho chàng vẹn chữ trung quân, và em không lỗi đạo thờ chồng. Đường giảng lý quan sang cách trở, lục tàn canh hồ mộng tỉnh sao. Đầu tường bóng nguyệt lung lai, đêm đừng dối sáng thêm dài giấc mơ. Đó quay lắm rồi, đừng à, chuyện gì thế anh em? Dạ, dạ tao không sợ, dạ quay lắm rồi, dạ quay lắm rồi. Chuyện gì thế? Kia. Dạ. Chuyện gì? Hãy bình tĩnh lại nói cho ta biết, dạ. Chuyện gì thế? Dạ, dạ hoàng thượng đến. Hả? Dạ cùng các bụi nghĩa tướng dẫn đội dân trận về. Dạ đông, dạ đông lắm. Dạ để làm gì? Dạ để, dạ để bắt quả tang. Dạ lệnh bà và qua biết độ sứ dạ đang 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 tình tự phải không? Dạ chắc vậy. Trời dạ. Ơi tôi chết rồi, lui dạ, lui dạ, lui mau đi. Trương huynh, làm sao bây giờ Trương huynh? Được rồi, thôi để tôi đi. Thôi đi đâu? Đi ra đó để đặt mạng và biêu xấu em gái tôi phải không? Không lẽ tôi đấy để chịu tội hay sao? Thôi được rồi, để bảo toàn danh giá cái dòng họ tôi, và để giữ danh giá cho em gái tôi phải cứu ông. Dưới đỉnh kia có con đường đi, đó là đường ngầm bí mật không người nào biết được. Nhưng nên nhớ lần này là một lần cuối cùng. Dạ cảm ơn đức trưởng huynh đã vì em mà chịu cứu An Lộc Sơn. Nhưng xét kỹ ra vì chúng ta nhiều hơn. Thôi xin giả biệt và hẹn ngày tái ngộ.
cho qua nín xuân dày. Thôi đừng có nói nhiều, đi đi. Thôi rồi, đi 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 đi. Cây hàng đây có con đường hầm chạy xuống. Thầy chân, đường hầm. Dạ biết. Đi, thầy chân cẳng cái gì nó không biết, cách tới nơi rồi mà còn chân cẳng, đi mau. Đi đi, đi đi. Đi đi. À, khoan 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 khoan, chờ tôi, chờ tôi, chờ tôi. Đó, 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 dỡ cái nắp lên rồi chui xuống. Dỡ lên rồi chung xuống. Khoan, 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 chậm chậm, chờ tôi. Chờ tôi, ai coi chừng kẹt, 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 kẹt. Ây da, ây da, ây da. Dạ, Thanh Hoàng giảng giảng quý. Đâu, nó đâu rồi, nó đâu rồi. Dạ, dạ muôn tu, dạ bệ hạ muốn hỏi. Dạ nó nào? Tần Nguyên Soái. Dạ. Hãy truyền cho Cao Bùi nhị tướng chia quân lục soát khắp mọi nơi và bắt cho được tên ấy cho ta. Xin tuân mạng. Tân Dạ Quân. Dạ. Theo ta. Dạ. Dạ xin rước Thánh Quân thượng tòa. Thượng tòa. Lòng ta nóng như lửa đốt dầu sôi thì làm sao yên được mà hồng thượng tỏa với hạ tỏa. Nghe ta nói đây nè. Dạ. Nàng hãy đứng lên đi và trả lời cho ta rõ. Nó đâu rồi? Hãy mau đưa hắn ra đây. Lại ở nơi này à. Nó hắn là gian phu, nàng đừng có mong chối tội. Gian phu à? Dạ muôn tu, bệ hạ đã khinh thường thần thiếp quá nhiều rồi đó. Khinh thường nàng? Bệ hạ. Thôi đi, tấm khen khanh dám coi thường quả nhân, các chi có rác để thiên hạ chê cười. Chút rác đi, ngai vàng sẽ rõ. Dạ muôn tâu, lệnh truyền của Thánh Quân, hạ ngu đã bắt. Bắt được nó rồi phải không? Có phải là tặc tử An Lộc Sơn? Dạ tâu không, thằng chưa nói dứt câu. Thằng nói bắt là bắt quân xét khắp cùng. Dạ nhưng chẳng có người nào là kẻ gian. Hả? Trời ơi, như vậy là dạ, nguy cho tắm rồi. Dạ không có. Tần Nguyên Soái. Dạ. Lui đi. Để tắm quân. Khoan đi đã Trần Nguyên Soái. Hãy cho tôi mượn thanh đoạn đao hay là bình độc dược cũng được. Hãy đưa đi cho tôi. Kìa kìa Ái Phi. Trời 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 trời, Ái Phi. Ai Phi định làm gì vậy? Thần thiếp xin vĩnh biệt thiên nhân. Rồi bỏ trẫm cho ai đây? Dạ. Đem đi lẹ đi hay chờ xem ta tự tử? Dạ dạ dạ, xin cáo thôi. Hỏi dạ, cáo gì hết. Ai Khanh. Ai Khanh ơi, đừng dẫn trẫm nghe Ai Khanh. Thần thiếp đâu dám dẫn hầu chúa thường, nhưng chỉ đau lòng buồn tuổi cho thân. Đừng buồn Ai Khanh. Từ lúc vào cung kế cần mình rộng mà tưởng được vẻ vang vinh hạnh kiếp má hồng mà. Nhưng đơn nay lại bị cảnh bé bàng ô nhục, và linh thánh hoàng chưa có tròn lòng mà tin. Đâu có trọng tình Ai Khanh chứ. Nghi thiệp chưa giang phu khiến thâm cung náo loạn, ba quan và trăm họ sẽ chê cười. Thần thiếp đối thiệp chỉ cơ quyên sinh mới rửa sạch vết nhơ này, vĩnh biệt
đừng Ai Khanh Ai Khanh à, Ai Khanh chết rồi trăm đành quỷ mạng mà chết theo dân, Ai Khanh rồi đời trăm quanh hiu. Xin bớt giận hờn cho vui và trầm đi người yêu. Thiếp thượng không tin thiếp buồn quá. Bây giờ Ai Khanh y muốn sao trầm cùng xin chiều. Tại duyên cơ nào thánh quân nghi kỳ, xin cho biết rằng để thiết hết bằng phân. Thôi có gì đâu Ai Khanh, Ai Khanh hãy bỏ qua cái chuyện đó đi, tao không có chú gì. Chú Thượng, chú Thượng không nói à, không nói tiếp đập đầu tiếp chết liền cho chú. Ý, đừng Ai Khanh, đừng Ai Khanh, để trẫm nói. Được rồi, để trẫm nói ha. Dạ. Trần Nguyên Soái. Dạ. Vào đây. Khanh hãy mau đi bắt kẻ vu cáo vào cho Vương Phi rõ tường tận mặt mày. Dạ, rỗi là Vương Phi hay quốc tích hoàng thân, dẫu cho ai cũng mặc bắt luôn chẳng luận. Dạ bắt luôn. Mặc tình Vương Phi quyết định giết hạ. Dạ xin tuân mạng. Đó, Ai Khanh. Dạ. Ai Khanh có vừa ý chưa? Tẩm làm như vậy là làm theo lệnh truyền của Ai Khanh rồi đó. Thần thiếp chỉ còn biết dạng tạ ơn đức của Thánh Hoàng Biệt Đại. Ai Khanh. Chúa Thượng. Ai Khanh à. Dạ. Để coi Tẩm nhớ coi Tẩm tính nói mà Tẩm quên rồi. Chúa Thượng. Mời chú Thượng thưởng thoại. Thôi được rồi, Tẩm đứng đây cũng khỏe rồi Ai Khanh. Mẹ Ai Khanh không còn giận Tẩm là tắm hết mệt. Dạ. Dạ. Thần tuân lệnh chỉ, đã bắt kẻ cao gian và quyền suy trương. Hãy ngẩng mặt lên. Mai Phi à? Phải. Chính Mai Phi đã dám vu cáo cho người ngài làm quyên náo chốn hoàng cung. Giờ đây xử theo luật triều trung thì như vậy lăn trì chưa đáng tội, nhưng ta cũng dung tình dám nàng tội hình truyền tám bán triều điển. Dạ dạ khoan, dạ khoan, trăm lại bệ hạ, ngàn lại bệ hạ, xin xét tình dung bơi hồn duyên. Tha thứ phi không tương nói lắm cũng điểm tội hoàng tâm. Tiền lui vào cung lãnh năm tháng tôi hầu sữa mình. Trần Nguyên Soái. Dạ. Chúa Thượng. Chúa Thượng ơi, lòng Chúa Thượng dẫu quang nhân nhưng trọn kiếp cung phi phải lui vào lãnh cung thọ tôi. Trời ơi, thì kể như đời mình
đâu còn có ra gì. Xin tự tạ dương phi và tân coi trăm sẽ buồn thương đời một cung tội cao gian người ngắm thì vào lòng để sang nỗi tội tình tầng miễn phí xin tuân mệnh. Chúa thần ơi, dương linh đã phân ra là cả một đời qua chỉ đợi khi phai tàn hiếu. Dính biệt kiếp cung phi, giấc mộng dương phi tàn dở giữa xuân thì lôi nắng tơ sương đâu còn thấy được gì. Chiếu giam hợm cho xuân sinh vào lạnh cung mu tịch, trong cánh lạnh sâu lòng nặng thế lương. Tay chân ơi, trời sinh nhan sắc vì lòng ghen để đọa đời thân nhi nữ. Cảm ơn chị đã có lòng biết xử với kẻ đã vì ngôi vị tước quyền mà quên tình xưa nghĩa cũ. Hà muốn gì bọn ta trong cái thủy nhỏ. Những lời chỉ xin tội cho em như kẻ đam mê vừa sực tỉnh. Tình nghĩa muôn đời còn mãi, ngôi vị bạc vàng như một nước phụ chân. Dạ muốn tâu thân thương, nghe những lời chúa xót của mai con tháng. Thần thiết bận tâm đau cho số phận hồng. Buồn thay những lúc bị phủ phàng mang niềm đau nhục đến muôn thu. Chúa thượng, hồi nãy chúa thượng có hứa với thiếp là chuyện này nè sẽ để cho tùy ý thiếp. Vậy thiếp xin chúa thượng đừng bắt mai cơ phải chịu giam thân trong cung lạnh, mà nên đuổi nàng về quê cũ làng xưa. Thôi được rồi, tấm sẽ chiều ý ái khanh. Giang tạ thân huynh. Lệnh truyền tức bỏ ngôi vị mai phi, đuổi nàng về vấn giả. Xin tuân mạng. Giang tạ thân huynh. Cảm ơn chị. Dạ. Xin vĩnh biệt. Mai cười. Ai Phi đừng có bận tâm. Dạ. Bây giờ chúng ta hãy vào phòng loan ngơi nghỉ đi. Ai Phi. Dạ. Đừng có buồn nữa Ai Phi ơi. Ai Phi nè, hãy nghe trẫm hát Ai Phi ngủ nghe. Ai Phi ngủ nha. Ngủ thiệt chưa đó? Để trẫm ra ngoài dạo mát một chút nghe Ai Phi. Tần quyền lễ nguyên phái. Khanh cầm chiếu chỉ này, lập tức rạng sáng ngày mai
An Lộc Sơn phải đi trấn Nhậm Bình Lư lập tức. Dạ xin muôn tâu. Đừng tâu chi hết. Ta phải đài cho nó đi thật xa cung cấm để giết trừ hậu hoạn. Đi đi. Dạ xin tuân mạng. Hey. Ta phép vào kéo nàng nghi kỵ. Chân thay chân tại sao giờ này người còn đó niệm nô. Thay chân của ta đâu? Thay chân đâu? Vào gọi nàng chỉ. Ta cần gặp nàng trước giờ ta rời khỏi Trường An đi trấn Nhậm Bình Lư xa diệu viện. Hãy gọi nàng chỉ. Dạ. Hãy gọi nàng chỉ cho ta. Dạ. Gọi nàng. Nếu không, nếu không thì hãy dân á. Tu quân, tu quân. Để ta đi gặp mặt Thế Chân nói lời từ biệt. Tu quân, tu quân. Tướng quân ơi, tôi xin tướng quân đừng vọng đồng dằn cơn phẫn tình chia ly mà gây khổ lụy cho lệnh bà Dương Thái Chân. Người còn đôi tay sắt thép để dựng nghiệp anh hùng, còn nương nương chỉ là cánh hoa sầu, không khéo đẩy che xe xác sơ nhụy. Nếu tương quân thật lòng yêu dấu Thái Chân thì xin hãy dấu kinh nỗi niềm cơn ly biệt, bệnh rịnh chia tay càng dài nỗi nhớ thương. Xin hãy nghe lời tôi. Niệm nơi nói như vậy thì theo nàng bây giờ ta phải làm sao đây chứ? Phải làm sao? Hay là phải làm sao? Hay là ngài hãy viết một bức thơ, rạng sáng ngày mai tôi sẽ trình lên lĩnh nương nương. Lúc ấy có lẽ ngài cũng đã đi xa lắm rồi. Phải, ta sẽ đi xa lắm, ta sẽ đi xa và không biết bao giờ trở lại. Thay Chân ơi, lòng của An Lộc Sơn đang nổi dậy cuồng phong, nhưng nếu ta không dằn sống đông thì mộng lớn ta sẽ không thành. Phải, ta sẽ lấy mảnh khăn tay này. Thank you.
sẽ lấy mảnh khăn tay này và lấy máu tim thay mực phơi tình lên quyết thờ. Hương gió biên thủy chia cách muôn trùng, lòng càng đau thương nghi khó quay. Phút giây ly biệt âm thầm tìm nghe nhói đau. Người đi xa ngoài muôn trùng, kẻ nơi cung lạnh trong dời mời phương, ôi nhớ thương. Thái Trần ơi, trước phút rời khỏi Trường An đeo buồn trên lưng ngựa, ta xin gửi lại lá quyết thơ cho kẻ cung son an tâm mà chờ đợi bùi tương phùng. Có được thay chân vì quyền tôn là vua ngự trên chính bực thềm rồng, còn ta chỉ là một võ quan hèn mọn đứng giữa trời khuya mà ngóng chốn lầu cao. Lĩnh đọc tôn truyền ta cứ ngỡ giấc chim bao, mắt trân trao mở mà mi trào cái lệ. Giờ phút tược lý không một lời từ ta, chỉ lầm lùi ra đi trong một chuyến lưu đài. Tướng quân, tướng quân có đau lắm không? Niệm nói có vết đau nào đau chưa bằng vết thương lòng. Vì trước giờ từ biệt mà ta không gặp được mặt người yêu, tôi xin tướng quân hãy dặn cơn bi thiết. Thái Chân ơi, Đường Minh Hoàng giữ được nàng nhờ có uy quyền của kẻ ngồi trên ngôi cửu ngô, còn ta, ta sẽ chiếm lại nàng bằng uy lực của quyền tôn. Ta thề, ta thề giữa đêm thù hận đã lên men tai, vũ dụng quyết dung lên gây bão tố. Tròn dương miệng rước Thái Chân lên ngôi cửu ngụ, gom cả giang sang về đặt dưới chân nàng. Đó là tất cả chân tình của mang tướng ngang Lộc Sơn yêu cung nữ Thái Chân, dù sao dời giật đôi. Lầm lũi ra đi không cờ rung mi trống nghi nổi, ngày đêm ta từ ta lại tiễn ta đi. Niệm nốt, ta nhờ nàng trao thơ này lại cho Thái Chân. Xin vâng. Và nói là ta gửi lời tạm biệt nó nghe. Xin vâng lời tương quân. Nhớ, chỉ tạm biệt thôi. Niệm nô. Dạ. Ai nói gì ngoài này vậy? Dạ, bẩm lĩnh bà, quan tiết độ sứ An Lộc Sơn đến đây để từ giả lĩnh bà đã đi trưng nhậm bình lữ. Đi trưng nhậm bình lữ thưa dân. Trời ơi, chú tướng muôn đài chàng xa bao mà. Dạ, người có gửi lại cho lĩnh bà một bức thư? Đâu thơ đâu? An Lộc Sơn chờ. Thái Chân ơi, Thái Chân ơi, nghẹn theo bao một nửa đời. An Lộc Sơn, lần ba,
Thê chân người ngọc của ta. Nàng ngồi đây mà có thấu hiểu cho lòng ta chăng ở tay chân? Hãy uống cùng ta nghe người ngọc. Uống với ta, uống với ta đi người ngọc. Rừng núi lạnh gió hờn buông tiếng thở, mây trải dài muôn cành lá sợ rung mà rung. Nhìn anh sao xa, ta uống cạn trăm chén rượu hồng. Ta mơ ngày nào đó, ta sẽ hiến tặng dưới chân nàng cả đường trào đế nghiệp mà. Hãy uống với ta người ngọc. An Lộc Sơn đừng mơ tưởng một giấc mơ kinh khủng quá. Sự nghiệp cơ đồ thường đặt nền tảng trên cuối sông. Cũng như giai nhân là hoa đẹp sẽ phải phai tàn. Những án phù dân kia đâu đáng để hy sinh muôn người vô tội. Không, Thượng Quan Tường, anh nên nhớ rằng lòng dạ của mỗi người mỗi khác. Hai chân son sắc của tôi không giống mai cơ đen bạc của anh. Lòng tôi đối với mai cơ, lòng của tôi đối với thay chân cũng khác lòng anh đối với mai cơ. Anh nghe rõ chứ? Đây nè, anh hãy nhìn đi. Tôi đã cho tạc một pho tượng của nàng và đặt nàng ngồi trên chiếc ngai vàng lộng lẫy. Được rồi, Thượng Quan Tường, anh định làm gì đó? Tôi sẽ phá tan mộng ngông cuồng của anh. Tôi cần đập phá cả pho tượng này. Thượng Quan Tường, anh hãy dừng tay. Không, anh cẩn thận, lui ra và dừng tay lại. Nếu không thì anh đừng có trách tôi xuống gương. Được rồi, anh hãy xem đây. Giang ra. Tôi đã bảo. Xin lỗi nhé. Hãy nhặt gươm lên rồi rời khỏi động đá này lập tức. Thay chân yêu quý của ta. Ở đây, tuy nàng chỉ là một pho tượng đa vô tri, nhưng ta vẫn yêu nàng. Thượng Quan Tường, hắn đã xúc phạm đến nàng. Cho dù hắn là bạn thân,
hắn đã phải mang một vết trọng thương, cho dù hắn có là bạn thân của ta đi chăng nữa. Thay chân, nàng ngồi đấy mà nàng có rõ lòng dạ của An Lộc Sơn này chăng hỡ người ngọc của ta? Thay chân, thay chân ơi, hãy cùng ta ngắm mây ngàn lúc ngày tàn đang dài chết. Như sự nghiệp của Đường Minh Hoàng cũng sắp hết rồi à đây. Thay chân, thay chân ơi, rồi đây ta với ai khanh trên nẻo vinh quang đôi bóng sẽ trải dài. Giữa những tiếng trong nhạc vang rền, tiếng reo hò vang lên như sấm đồng. Ta mơ lúc có Đường Huyền Tông đang quỳ dưới đất ngửa mặt giang cầu, hắn liếc mắt nhìn nàng, ta vội tuốt ngà gươm. Tôi đây từ trong cung cấm bị Huyền Tôn đuổi về. Huyền Tôn đây rồi ta phải giết ta mi chết. Được. Đường Huyền Tôn, Đường Huyền Tôn, hai chân, ta đã giết Đường Huyền Tôn, ta đã giết Đường Huyền Tôn. Tại sao Tiểu Loan như nông nỗi này? Tiểu Loan à, Thượng Quan Tường, Thượng Quan Tường ơi, có ai còn nhớ đến một cung phi đã bị biếm trước? Tiểu Loan à, Tiểu Loan, Quan Tường, từ ngày ta tư cho em nghe. Trời ơi, mai Tiểu Loan bây giờ xác xơ đóa đài hình dáng tang thương. Cuối sinh Thượng Quan Tường thác coi giống tình xưa, mây đời nhung gấm cô thôn tấm trắng lột tình. Tiểu Loan đã phù dòng trước khi mình chia tay. Trời ơi, nói không nên lời, thấy ai mà lòng này càng thêm thương. Tiểu Loan ơi à, Tiểu Loan, Quân Tường ơi, chỉ còn chút hơi tàn quang mong, nay cô xin gửi lại anh chút tình đã muộn. Tiểu Loan, Quân Tường,
Tường ơi, giờ em mới thấu hiểu được tình anh cao vời vời. Thì anh ơi, mình phải đành cam vĩnh biệt nhau rồi. Tiểu Loan, em đừng nói thế. Không, Tường, nắm chặt tay anh mà nghe ứa lệ ngầm người. Từ lúc dân tân trở về dương già, lòng mơ thiết tha là mong gặp lại anh. Tiểu Loan, anh hiểu lòng em. Trời vẫn còn tương chúc hy vọng mong manh, giờ đạt được đã trở thành là vĩ đại. Quân Tường ơi, em vui hơn ngày đầu được quân vương sùng ái. Nghe lửa reo vui mà tưởng nhạc đâu dìu dặt su tình. Quân Tường ơi, tha thứ cho em nghe. Tiểu Loan, Tiểu Loan ơi, anh đã tha thứ cho em từ bao giờ? Em sung sướng đến quên đau nhức, và bây giờ em thèm được ngủ trong tay anh. Ngủ đi Loan. Trời ơi, lần đầu tiên anh ôm em vào trong ngực. Lần đầu tiên anh ôm cả trời mơ mộng thiêng liêng. Ngủ đi Quân Tường. Quân, em hãy ngủ đi, ngủ cho yên giấc đi Tiểu Loan. Tiểu Loan. Trời ơi, Tiểu Loan, trời ơi, nàng đã đi rồi. Tiểu Loan, nàng đã bỏ ta mà ra đi rồi. Nàng đã phủi sạch rồi, trong giờ nhắm mắt ta khóc nàng trong đổ nát của Trường An. Tiểu Loan, nàng đã bỏ ta rồi. Tiểu Loan, anh hứa với người yêu muôn thuở, chuông trăng lụa trắng sẽ làm hai. Chuông trăng anh niềm tim đau rồi, lửa mạnh nàng mang xuống già đây. Tiểu Loan, thank you.
bẩm thừa tướng. Việc gì vậy Trần Nguyên Soái? Quân sĩ đang kêu gào than đói. Đói cái gì mà đói, họ mới ăn cháo rồi sáng sớm rồi bây giờ. Dạ bây giờ đã quá ngọ lâu rồi đấy ngài. Thì ta cũng ăn một lượt với họ mà tới bây giờ ta có đói đâu. Thừa tướng ăn cơm còn họ ăn cháo. Hơn nữa dọc đường ở trên xe thừa tướng còn ăn thêm. Thì chỉ ăn đâu lặt vặt vài đĩa trái cây với lại với lại vài chén yên xào, vài cân bánh thịt, và chỉ uống có vài chén sông thang thôi. Chỉ có vậy thôi, có nhiều nhỏ gì đâu. Trong khi đó mỗi tên quân chỉ ăn được có 3 chén cháo thì làm sao họ chịu nổi. Có gì đâu mà cực khổ. Việc khiên rương giác cấp chút đỉnh đồ đạt độ chừng độ chừng vài ngàn rương cấp lớn đó ngài. Phải, đó là tế nhuyễn tư trang của tể tướng, còn của quý phi, của thánh thượng. Ngài nói vậy là Nguyên Soái. Dạ. Chắc không lẽ Nguyên Soái muốn cho họ thánh thơi như khách bộ hành rong chơi. Chúng ta chạy giặc chứ đâu phải kẻ du ngàn. Chạy giặc nhưng hai điều xương khổ quá rõ ràng không thể giấu được đâu. Ngài vẫn ăn nhàn trà rượu phong lâu, còn quân sĩ thì thôi. Ngài khỏi có nói thêm, toàn là những lời bươi móc khó nghe. Bây giờ ngài muốn sao ngài cứ phân bày. Tôi muốn dừng chân hạ trại để cho họ ăn cơm. Thì Nguyên Soái cứ hạ lệnh dừng chân hạ trại đi. Dừng, tốt lắm. Quân sĩ, lệnh truyền. Dừng xó xiên chân vậy? Hạ trại nấu cơm, ăn uống xong sẽ tiếp tục lên đường. Dạ, rước ngữ giá vào chùa ngơi nghỉ. Dạ. Chuyện gì có Trần Nguyên Soái? Dạ muôn tâu, quân sĩ và thần dân đang nổi lòng tâm phận dương thừa tướng. Hả? Kìa Nguyên Soái, sao lại vậy? Ngài cầm quân mà bảo quân sĩ nó oán hận tôi là nghĩa hay sao? Dạ muôn tâu, họ bảo rằng dòng chính dòng họ Dương đã gây ra loạn lạc. Ủa, nói lãng ra không? Tại sao lại có dòng họ Dương của tôi trong đó? Tại sao lạ với Trần Nguyên Soái? Dạ, dạ tâu chúa thượng, dạ chính là ngài thừa tướng họ Dương, chỉ biết lo chờ vét chứ không có nghĩ gì đến kẻ khác. Ông muốn dành lương thực cho gia đình ông nên cho ba con ăn cháo đã 3 ngày. Hồi nãy đây thần thấy rõ ràng ông ấy cùng quý vị phu nhân yên ấm vui đùa trong hậu điện nghi cung sơn hào mỹ kỳ cao đường, nào khác gì những lúc thanh bình. Như vậy là tai họa sắp xảy ra nếu bà quân tâm hận bất bình thì nguy hiểm sẽ đến ngay. Dạ xin thánh hoàng ban thánh lệnh, vì lòng tâm phận của tướng sĩ ba quân như là sóng tràn thác lũ, thần không có thể nào mà ngăn cản được nữa rồi đó muôn tâu. Bất tài, bất tài. Làm quan như ngài quả thật là bất tài. Sao bất tài ngài? Ngài không ngăn được giặc, để tôi ra tôi ngăn cho ngài coi. Xin mời ngài. Đi đi. Dương thừa tướng. Bê hạ gọi hạ thần. Trần Nguyên Soái, hãy mang đến đây cho ta một bầu rượu quý. Dạ. Đây. Đấy. Bê hạ. Dạ. Dương Quốc Trung Hiền Khánh. Dạ. Ta đích thân rót rượu mời khanh, trước khi khanh lên đường Tân An tương xì. Trời ơi giữa lúc bôn ba giặc như sóng tràn sóng dậy, mà ba quân không nức lòng ngăn giặc lại bức bách ta tàn hại công.
thần. Đó, ngài nghe chú thượng nói. Thần ơi, lệ ta rơi pha với rượu nồng, tận tay đưa như yên đang thái tử tiễn đưa người tráng sĩ sang sông. Người ra đi tích cách bảo tần, khanh cất bước trấn lòng tướng sĩ. Gian hiểm sau lưng chưa thoát, dòng tay qua mà quân tướng sanh tâm ta nghẹn nỗi đau lòng. Dạ muôn tâu bệ hạ. Bệ hạ ơi, thần xin uống cạn ly tóc miệng. Tha thần ngán quá bệ hạ. Uống đi Dương Hiền Khánh. Dạ bước chân đi để đền ơn tri ngộ với thánh hoàng. Dạ để thánh hoàng chắc dạ yên tâm, thần sửa áo mão, thần sửa áo mão để ra cùng tướng sĩ. Bệ hạ ơi, thần đi mà bệ hạ còn nói gì nữa không bệ hạ? Tất cả ta trông cậy vào Dương Hiền. Trời ơi chết rồi bệ hạ ơi, bệ hạ. Bệ hạ trông cậy vào thần sớm quá là chắc là hạ thần du hà bá của bệ hạ ơi. Nhưng mà thần vẫn đi đây. Chứ không phải như ai kia vậy đâu. Không muốn nói cái gì? Chưa đi à? Dám nói thì không dám làm. Tôi đi cho nguyên soái coi, tôi đi đây. Vừa thấy mặt hạ thần quân sĩ nó quang hô quá xá bệ hạ ơi. Nó quang hô mà quang hô như thế nào? Dạ nó quang hô đòi giết hạ thần bệ hạ ơi. Hả? Tôi chắc là hạ thần không sống như bệ hạ được đâu. Hạ thần xin vĩnh biệt. Dương Quốc Trung. Sao đâm nhanh quá vậy? Bè Hà ơi, thần lòi ruột bè Hà ơi. Dương Quốc Trung. Bè Hà, thần chết vĩnh biệt bè Hà. Dương Quốc Trung. Thanh thượng. Thanh thượng. Dương Quốc Trung. Lâm Sơn Tự, chùa Thanh Lịch giữa Chung Quang Sơn. Vị sư ông này chắc hẳn là chân tu đạo hạnh. Sao lúc nãy nhìn thoáng qua ta lại thấy dáng quen quen? À kìa sư ông, xin sư ông hãy dừng lại cho thiếp hỏi vài câu. Mô Phật. Xin Dương Phi truyền dài. Hồi nãy thiếp nhìn trộm thấy sư ông niệm hương trước bức họa người thiếu nữ mặt mang nhiều vết thẹo. Ai vậy sư ông? Thiếp tò mò muốn biết. Mô Phật. Đó là di ảnh của lòng ham mê quy quyền hư ảo, nên rốt cuộc nàng phải nhận lấy kết quả đau. Danh lợi cũng không, mà địa vị cũng không còn. Phần bạc hồng nhan của thời sắc thắm hương nồng, nàng cũng là một giai nhân.
nhân quê xưa nàng ở đất Hà Nam, thỏa sắc thâm hương nồng. Nàng đã cùng với một chàng trai thề kết dài tâm đồng ước hẹn, bỗng đó nàng được chọn vào cung, nàng lại phụ bỏ tình chàng vì thôi vì vàng son. Phải chăng Di Ảnh mai có người đẹp mà trước đã yêu tướng quăng, vì ghen và muốn canh đọa vui phiền nên lành cực mô Phật. Đúng vậy, Di Ảnh đó là của Mai Cơ. Nói vậy sao ông là Quán Thái Huy Thượng Quan Tường? Mô Phật, đó là dĩ vãng, còn hiện tại Bần Tăng là Sư Huyền Không. Mới cách nhau một thời gian ngắn mà mọi việc đều thay đổi. Mô Phật, đã đến giờ tụng niệm, xin phép Dương Phi Bần Tăng được vào phương trượng. Dương chào sứ. Ôi lục trần giấy trả trả giấy, thật không ngờ. Quân sĩ đã nổi loạn và đã giết chết Dương Thừa Tướng. Đã giết chết anh ta rồi. Nương nương, trời ơi nương ơi, nương nương. Tấu chương phi. Gì nữa thần Mỹ Soái? Dạ, họ đòi giết. Đã giết anh ta và các chỉ quý phi rồi. Dạ không, họ đòi giết là giết Dương Phi kìa. Giết cả ta nữa à? Nhưng họ bảo rằng chính giết được Dương Phi thì họ sẽ vui lòng dẹp loạn An Lộc Sơn. Nếu giết được Dương Phi Phi thì họ sẽ liều mình dẹp loạn An Lộc Sơn. Thưa chứ, quân sĩ họ bảo rằng chinh lệnh bà có tội. Ta có tội? Chỉ vì sắc đẹp của lệnh bà mà khiến cho ba quân và An Lộc Sơn tạo phản. Ta nhận tội đó, còn các người thì sao? Núi quân ngàn ngày đi nhờ trong một thuở, vậy mà khí có loạn không ngăn được giặc, không giữ nổi Trường An để cho lĩnh muôn năm. Phải dặm ngàn bốn ba lưu giống bốn tàu, giữa phong trần chẳng biết mai hay rồi. Vậy tội bất tài đó là tội của ai đây? Tội của ta chăng? Tại sao lại im lặng? Giờ đây các người hung hăng vì cần lấy xác thân này làm bức tường để ngăn gió ngừa. Khi An Lộc Sơn vượt đường theo đuổi đến
lời. Vì sợ nói ra hậu thế chê cười nên cứ vô che quanh co đổ tội. Ta cũng không ngờ thân liễu một mình ta mà cứu được bao người. Ta còn tiếc chi sanh mạng nhỏ nhoi này. Tông Dương Phi, thôi đừng nói nữa. Ta đã soạn sẵn cho ta một bầu độc dược. Niệm Nô, hãy mang bầu độc dược cho ta. Còn Nguyên Soái, ngài hãy ra ngoài lỡ sửa soạn ngựa xe, chút nữa vào rước Thanh Hoàng sáng đất thục. Dạ, tuân lệnh Dương Phi. Hãy lui đi. Thưa dân. Nương nương. Niệm Nô. Nương nương. Đừng than khóc và cũng đừng nói gì thêm nữa. Em hãy nghe đây là lời quỷ thác của thay chân. Xin nương nương truyền dạy. Khi ta chết rồi, em hãy ở lại đây đi gặp mặt An Lộc Sơn. Và em hãy nhắn với An Lộc Sơn chính tình giải của chàng đã giết chết cả dòng họ Dương. Nương nương làm sao em chịu nổi. Nương nương, nếu An Lộc Sơn còn nghĩ tình yêu ta đã trọn vẹn, còn đối với lĩnh năm bệ hạ ơi, tình thương của bệ hạ đối với thiếp như non cao bể cả. Thiếp nguyện chết đi để Thánh Hoàng không bận biểu sớm lên yên dục gió buông đau. Nương nương, đừng vì chút phận hồng nhan mà di lụy khách anh hùng. Bệ hạ ơi, còn đâu nữa những ngày thơ mộng tan rồi như bọt nước ở ven sông. Kiếp này không gian niềm tơ tóc, ta nguyện cùng nhau kiếp tái sinh. Nếu chẳng là người trên cõi thế, là cây ta nguyện sẽ giao cành. Cô chết đi thì ba quân mới lên đường sang nước tục. Trời ơi, trời ơi, ma nguy này đâu phải bên Ngô Giang, mà ta lại giống như Ngô Cơ phải vĩnh biệt sợ ba
nữa. Thần thiếp nguyện sẽ làm cho săn tỏ chi nữ lưu, cho bể hạ lên yên. Hỏi thần dân và ba quân tướng sĩ, tất cả hãy nghe đây là lĩnh phán của Huyền Tôn. Chư thượng đã chấp nhận lời thỉnh cầu của ba quân để giết chết bạn chung tình. Giết Dương Phi cho yên lòng dân chúng, ta cãi lên đường đi bảo vệ thánh quân. Bệ hạ ơi, một lại này xin vĩnh biệt, cầu muôn năm mê vững trị ngôi trời. Đường đường, trời ơi đường đường. Và bao quân tương sĩ đau đớn niềm đau bệ hạ đau đớn đau đớn đau đớn đau đớn. Niệm Nô, ai phi của ta đâu? Dạ muốn tâu hoàng cung, linh bà đã đi rồi. Hả? Tại sao? Tại sao nàng lại ra đi? Dạ muốn tâu hoàng thượng, linh bà cũng biết là hoàng thượng đã hết dạ xót thương, cho nên bà đã dứt khoát lìa xa chôn này. Thơ đào phấn liễu cam liễu thân sống đàn ngang thánh quang. Nhưng nàng đã đi về đâu? Quý phi đã đi vào thiền cô hồn lân lân vào cõi hư vô, quyết lòng ra đi lìa bỏ quân dân. Nghĩa là quý phi đã vào cõi thiên thu. Dương phi nàng hỏi dương phi, còn đây là xác lạnh vô tri, xin trả nợ tình. Cung son mất cả trường an xa mà, rồi giờ đây trên đường bốn tấu ta lại mất luôn ái phi kiều diễm của ta rồi. Cởi áo lụa vòng đất cho bạn ngọc gửi theo mối hận trong đời. Một xác thân mạnh mai lá mềm dốc liều, khép kính rèm mi yên giấc ngàn thu. Đường Huyền Tôn ơi, Huyền sinh sát nơi đâu? Sao để cho người yêu bị người ta bức tử? Sinh mạng ba quân gửi vào thân nghi nữ, ta nghẹn ngào đau xót qua quý phi ơi. Xin thánh hoàng mau kịp lên đường, vì binh mã quan Lộc Sơn sắp đến đây rồi. Làm sao ta nỡ bỏ ai phi của ta được Trần Nguyên Soái ơi. Dạ, xin thánh hoàng an giả, nếu để quý phi ở đây nàng sẽ vẹn toàn thi thể, bằng không thần cam lỗi đạo. Cái lâm sát quý phi để thanh hoàng an giả ra đi. Trần Nguyên Soái, Nguyên Soái, Trần Nguyên Soái ơi, xác người bất hạnh nằm kia để hiên mình ngăn dặn, cho ta và tướng sĩ có đủ thì giờ tìm chốn đào sinh, thì ngày nở đâu bầm dùng cho đành. Tội tình gánh cả trời quan nghiệp, đâu ai quan hệ.
hận người đã chết, phúc mà cuối đời lại không được tròn vẹn thi hài. Dạ muôn tâu hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy kịp ra đi, tiện nữ sinh lại đây giữ thay đất mồ. Nếu có tiếc thương thì ghé qua chốn cũ, thắp một nén hương cho người chết được ngắm cười. Được rồi, niệm đâu? Dạ. Ta hủy thác cho nàng, ta nói yên giả ra đi. Thôi, xin hoàng thượng hãy kịp lên đường. Dạ, xin mời Thánh Hoàng. Xin Thánh Hoàng lên đường mau. Xin chúc hoàng thượng thượng lộ. Ai phi lòng ta quá xót đau, ta nhẫn tâm bỏ nàng một mình lên yên bồn đào. Ai phi xin Thánh Hoàng lên đường mau, kéo bộ. Ai phi, ai phi, để ông đây đã. Sao sao? Ba quân nghe lệnh của ta, Dương Phi đã tự tử bằng độc dược. Tiền toàn quân khởi hành, hậu quân ngăn chặt ta. Được đường Quyền Tông và tìm cho ra thấy chân người ngọc của ta đây nha. Mô Phật xin lại thái đức từ bi, đệ tử tạm khoác áo long bào để ngăn máu hồng tuôn đổ. Bao dây sơn tự cho ta. Ta thấy thất thoát, kẻ mặt lông bào còn ẩn trong sơn tự. Bao dây. Dạ, kính chào án Lộc Sơn tương quân. Niệm nô. Dạ. Thay chân người ngọc của ta đâu rồi? Dạ, lĩnh bà đã đi xa lắm rồi. Đi xa? Dạ. Nàng đi theo đường Quyền Tôn có phải không? Dạ không. Đi theo đường Quyền Tôn có phải không? Dạ không. Lĩnh bà chỉ đi cùng một mình thôi. Đi một mình? Dạ. Nàng đi hướng nào? Dạ thương quân, nàng đã đi về hướng này đây. Đi về hướng này. Thay chân đã chết. Một thi thể lạnh ngắt như đồng, môi mím chặt mà mắt nàng như còn đầm lầy.
trời ơi, ta cứ ngỡ rằng ta thu gọn gian sang đem về đặt dưới chân người ngọc cho thỏa lòng mong ước. Nhưng nay An Lộc Sơn đã tròn nguyện ước thì dương nữ Thái Chân cũng đã ngọc nát châu trầm. Trời ơi, còn có nghĩa chi đâu những điện ngọc phung vàng. Mất em rồi ta không còn gì nữa cả, gấm dốc sơn hà ngôi bao cũng đành không. Vượt qua muôn dặm đi quang sang, đi đâu ta cũng thấy như bóng nàng tung tăng. Giờ nàng thi thể da băng, lòng ta giờ nghĩ cũng nghĩ lạnh lùng như băng giá. Thái Chân kia, kẻ mặc lông bào lại là một nhà sư. Nhà sư kia, nhà ngươi muốn cứu mạng Đường Huyền Tôn đó phải không? Ông là ai? Bằng tăng quát áo lông bào để cho người dừng gió ngựa tuôn vinh. Cho máu sinh linh tôi nhuộm đỏ xa trường. Ngươi, ông kia, người bạn cũ năm xưa chính là anh Quang Từ. Vậy, nhưng nay tôi là Tân Nhân Pháp Hiểu Quyền Tông, đã vui với tinh kể nâu sầm mỏ chuông. Nếu còn nghĩ đến tình bạn ngày xưa thì trước cửa thiền trưởng xin cho từ tu và bát hương. Xin đừng đem khổ ai cho dân lành đang còn lăn ngực giữa trầm chung. Đúng rồi, tôi xin nghe lời anh. Không, tôi xin nghe lời hòa thượng. Sẽ truyền lệnh lui binh trở lại Trường An cho sanh linh bất đổ máu hồng. Mô Phật, lại tả đức từ bi một tâm hồn vừa tỉnh ngộ. Thế Chân ơi, giờ đây ta đoạt được nàng trở lại trong tay thì chỉ còn là một cái xác không hồn, mà linh hồn ta như cũng muốn lìa khỏi xác. Trời hôm nay phủ trùm tan tóc lệ sương rơi như khóc một đời qua. Thấy Chân ơi, sao nàng nỡ bỏ ta đi trong khi ta chỉ vì nàng mà gieo máu lửa cuồng phong. Dạ muôn tu tương quân, trước giờ lắm biết bà dặn tôi đón tương quân và nói rằng thôi đã cũng chỉ vì An Lộc Sơn gây loạn mà cả nhà họ Dương liền phải chịu thảm hình. Thái Chân, tương quân, tương chính quân ơi, lệnh bà chết đi là để thỏa tội mà vừa để ta tâm. Nhiều kỳ vọng bà đã gọi lại cho tương quân, trước giờ nhắm mắt. Giây phút này tôi xin trao trả lại cho tương quân. Xin đừng gây đồ thảm sanh linh, một chút tình riêng gây cơn đại loạn. Tướng quân ơi, nếu tướng quân còn thương Thái Chân thì xin nhớ lời căn dặn. Dừng gió xa trường cho yên giả ly dân. Thái Chân, đã đốt sanh ra trong cõi người ta, danh lời uy quyền bạc tiền và tình ai là những thứ số người ta vào cổ ải, cứ xa đà rồi trọn kiếp phải trầm luân.
hai chân, hai chân yêu quý của ta. Ta sẽ làm theo lời nàng trắng trối. Hai chân ơi, nay ta vừa đoạt được nàng trở lại, thì nàng chỉ còn là một cái xác lạnh vô tri. Nhưng ta sẽ cho ướp xác nàng để ta nhìn ngắm một tử thi, và cũng để ta tưởng tượng nàng sẽ còn mãi bên ta bất diệt. Hãy theo ta, hãy theo về với ta nghe người ngọc. Hãy theo về Trường An với ta. Hai chân, hai chân, hãy theo về Trường An với ta nghe người ngọc. Hãy subscribe.